Hello xin chào tất cả mọi người chào mọi người quay trở lại channel của mình và mình là coi mình đã quay trở lại rồi đây hello anh em và hôm nay thì câu hỏi được đặt ra của chúng ta hôm nay đó chính là một đạc full 2 sẽ 6 sao sẽ có giá trên thị trường là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng Ok, và chúng ta sẽ quy ra được cái game này nếu như mà full đồ 6 sao hai set ạc vip luôn thì sẽ là bao nhiêu tiền. Vậy thì nghe tới cái câu hỏi đây thì các bạn nghèo sẽ nói là trời ơi sao anh không nói những cái ạc à, cùi này nọ này kia này nọ các kiểu các kiểu. Nhưng mà các bạn cùi các bạn vào đây xem các bạn có thể biết được rằng ừ thì một ạc à, full 2 sẽ 6 sao ở cái server 2 hoặc là ở các server khác nó giá như thế này. Cái game này là ừ thì full 2 sao 6 sao giá nó chỉ có như thế này thôi thì anh em có thể biết được rất ra là nhiều điều ok thì hôm nay mình sẽ tính toán cho anh em biết được là một ạc full hai sáu sao giá nó sẽ là bao nhiêu giá thị trường luôn và cũng như là giá cho anh em nói chung là anh em nào lỡ may mà cần mua hay là cũng cần biết giá anh em nào mà tò mò về game rồi thì anh em nào mà nói chung là muốn biết về game muốn biết cái giá trị đồng tiền của nó vào game nó như thế nào và nó vẫn áp dụng ra như mình là tiền Việt Nam đồng vậy Ok mọi người trong game nó cũng như ngoài đời thôi Cái gì nó cũng có giá trị của nó Phải bỏ tiền ra mua Đấy thì à, ừ thì ok ở à, rồi ok Chúng ta hôm nay chúng ta tới với lại một ạc xây ra đó Tài bờ rồ Rồi cái ạc đầu tiên tài bờ rồ full 2 sẽ 6 sao Xây ra giá sẽ là bao nhiêu Trước tiên là chúng ta xin nói về cái ạc không Riêng về cái xác ạc này Thì cái xác à, Nói chung là mỗi cái xác không nhá Chưa tính đồ Thì anh Ken kêu là giá là 7 triệu cạc có cải trang có cái giá luyện tập 6 sao 30 trăm HP thì 7 triệu cạc hoặc là 5 triệu năm Việt Nam đồng ở đây mình sẽ có một cái máy tính nha mình ở đây rồi ở đây mình sẽ có một cái máy tính như hình mình sẽ bỏ vào đây là 5 triệu năm Việt Nam đồng nếu như mà thẻ cao thì nó đạt tới là 7 triệu nhá nhá rồi ok thì 5 triệu năm Việt Nam đồng Trước tiên là mình xin nói về cái sạc nó sẽ có những cái trang như là cái trang gia đát ma hay là cái trang lý tiểu nương này giá lên tập 6 sao 30% HP những ngạc dám lên tập 6 sao 30% HP thì những ngạc cực kỳ hiếm nên là giá nó cũng cực kỳ là chát chua luôn tới 5 triệu năm Việt Nam đồng hoặc là 7 triệu thẻ bình thường đấy thì nói chung là một cái ạc xây ra 7 triệu rồi 7 triệu cạc hoặc là 5 triệu năm rồi đây mình có một cái máy tính mình sẽ tính luôn cho anh em xem và tiếp theo thì à, để có một ạc xây ra hai trận sáu sao Việt Nam đồng thì chúng ta phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Mình đã từng bỏ tiền ra để mua một ạc xây ra hai sáu sao 300 HP với một giá thị trường cực kỳ là đắt đỏ cách đây 6 tháng trước. Gần 6 tháng trước mình đã bỏ ra một số tiền đắt đỏ để mua về chủ yếu vì đam mê, vì chơi Mình đã phải bỏ ra một số tiền cực kỳ cực kỳ lớn Và hôm nay mình sẽ nói cho anh em biết rằng một ạc xây ra 2 set 6 sao full 35 HP sẽ có giá là bao nhiêu Lỡ may anh em nào thắc mắc thì anh em nên xem clip này Rồi chúng ta trước tiên là chúng ta nói về cái áo Cái áo này nó đồ cỡ là 1 triệu 6 Việt Nam đồng nhá Tức là 2 triệu cạc Rồi tiếp theo cái quần này thì cái quần này thì tầm 2 triệu 3 2 triệu 3, 2 triệu đấy Mình sẽ tính 2 triệu 4 đi nhá Mình sẽ tính là từ từ Mình sẽ tính lại từ đầu nhá Trước tiên là cái ác thì sẽ có giá là 5 triệu 5 rồi cộng với lại cái áo, cái áo sẽ có giá là một triệu năm nha, cho nó tròn, Việt Nam đồng nha. rồi cái quần sẽ có giá là 2 triệu tư Việt Nam đồng. rồi tiếp tục cái găng này thì sẽ có giá là 2 triệu Việt Nam đồng đi nha, mình sẽ tính theo cái giá thị trường luôn cho anh em xem. rồi tiếp tục cái dây thì sẽ có giá là 1 triệu năm Việt Nam đồng nha anh em. rồi một triệu năm Việt Nam đồng. rồi cái radar thì cái radar, nói về cái radar thì nó phải mắc hơn những món khác. vậy thì nó mắc hơn chỗ nào? Thứ nhất là cái radar nó cực kỳ hiếm Và nó mang về cho mình một cái lượng trí mạng không hề nhỏ Trong cái hạt của mình vì, Chính vì thế nên là cái radar khi nào nó cũng mắc hơn những món khác Nhưng mà không mắc bằng cái quần Tại vì khi mà F300HP thì cái quần nó chính là cái cao quan trọng nhất Tại vì quần nó bồi đắp cho mình một lượng HP cực kỳ khổng lồ Khi mà cộng vào mươi 300 hp nữa Thì nó lại càng mạnh hơn, càng hùng mạnh hơn nữa Thì cái radar nó nằm tới độ cỡ cái giá là À, cũng bằng cái găng đấy mình nghĩ là bằng cái găng thì mình sẽ cộng cho lại 2 triệu đi ha rồi rồi ok như vậy là một cái ác với lại xét đệ tử không nó đạt tới là 14 triệu 9 14 triệu 9 Việt Nam đồng đây là ác xây ra thì trong ba loại hành tinh thì xây ra là mắc nhất đồ xây ra là mắc nhất sau đó đến trái đất và sau đó đến Nam Mích. thì đó là mình xét về khía cạnh là săn bó thôi nhá xây ra lên HP trái đất lên sức đánh và KI lên cho Nam Mích. đấy thì mới có một xét thôi mà cái ạc với là cái đồ đã đạt tới 14 triệu 9 rồi Mình sẽ cộng thêm sẽ sư phụ nhà vào nhá Sẽ sư phụ thì mình sẽ có cái áo là 1 triệu 5 Rồi cái quần thì mình sẽ tính là quần 104 nữa nhá Tính quần như bên đệ tử nha anh em Tính quần như bên đệ tử thì chúng ta sẽ có một cái giá nữa đó chính là 1 2 triệu 4 2 triệu 400 Rồi chúng ta có 2 triệu 400 Thì chúng ta cộng lại sẽ có là 18 triệu 8 Việt Nam đồng và cái găng tiếp theo đó chính là cái găng Cái găng này chúng ta sẽ có giá là 2 triệu Việt Nam đồng 20 triệu cái giày lưỡng long sẽ có giá là 1 triệu năm Việt Nam đồng như vậy thì khi chúng ta cộng lại cộng với lại cái radar nữa cái radar chúng ta lại có giá là 2 triệu Việt Nam đồng nữa rồi từ từ mình sẽ quay lại cộng với lại 2 triệu Việt Nam đồng nha từ từ ra nãy hai mươi mấy triệu này nhỉ ơi mình quên ba nó rồi ơi 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 quên rồi ôi rồi ơi quên rồi anh em ơi nãy là bao nhiêu rồi nhỉ hai mươi mấy triệu ta từ từ ra để mình cộng lại nha trước tiên là chúng ta có cái ạc này cái áo lưỡng long này cái áo lưỡng long này sẽ có giá là một triệu năm này rồi bằng này chúng ta sẽ cộng với tiếp cái quần 2 triệu tư nhá Cái quần 2 triệu 4 Cái găng 2 triệu Cái giày 1 triệu 5 Cái radar 2 triệu Rồi đấy Tiếp theo là cộng với lại sẽ sư phụ sẽ sư phụ chúng ta sẽ có giá là Cái áo Cái áo chúng ta sẽ có giá là 1 triệu 5 Cái quần là 2 triệu tư Cái găng Cái găng là 2 triệu Rồi tiếp Cái giày là 1 triệu 5 Rồi tiếp tục nha Cái giày là 1 triệu 5 Cái radar là 2 triệu như vậy là để phun được một ạc xây ra 2 xe 6 sao 3 miền trăm HP chúng ta phải có độ là tầm 24 triệu Việt Nam đồng 24 triệu Việt Nam đồng anh em Một con số không hề nhỏ Đối với một cái game chỉ là tự game tem mobi thôi Nhưng mà nó đã đạt tới là một con số là 30 triệu Việt Nam đồng So với những tựa game lớn như là Võ Lâm Truyền Kỳ Hay là Võ Lâm Online Võ Lâm Chi Mộng thì nó không hề là bao nhiêu so với lượng hút máu của Vinagame tạo ra nhưng mà đây là một tựa game Temobi dành cho tất cả các bọn nhỏ chơi thôi nhưng mà nó đạt tới là 24 triệu Việt Nam đồng cho một cái ạc một cái ạc game Temobi một cái ạc full tất cả những gì sáu sao một cái ạc chúng ta ước muốn một cái ạc chúng ta thầm 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 lặng là chúng ta sẽ có nó trong tay 24 triệu nó tương ứng với lại 3 triệu cạc 30 triệu cạc Việt Nam đồng nó tương ứng với lại 30 triệu thẻ cào Việt Nam đồng cực kỳ cực kỳ là kinh khủng Vậy là một cái hạt hôm nay thì chúng ta biết được thêm đó là một cái hạt xây ra full 2 6 sao thì có sẽ có giá sẽ có giá là 30 30 triệu cạc cực kỳ cực kỳ kinh khủng luôn 24 triệu Việt Nam đồng đấy anh em cũng có thể biết được một hạt xây ra giá lên tập 6 sao hai sẽ quá kinh khủng luôn và hiện tại này thì nói chung là cái hạt này đang giao với cái giá là 7 triệu cạc thẻ cao bình thường với cái giá không anh em nào có mua thì cứ liên hệ ngay với mình nhá ở bên dưới mình có để fan base với lại fan phay đấy và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại ạc thứ hai đó là một ạc nam ấy full hai sáu sao ba mươi trăm cây nhá rồi bây giờ thì mình sẽ tính cái ạc nam ấy một ạc nam ấy săn à, sắp lên tập sáu sao hai sáu sao ba mươi trăm cây thì sẽ có giá là bao nhiêu nhá thì trước tiên chúng ta xin nói về cái ạc ở đây là cái ạc bé lái mô tô thì nó quá là nổi tiếng ở võ đài sen mà hùng và ở thị trấn server hai này quá là nổi tiếng rồi vậy thì khi mà full này sẽ sáu sao nó sẽ có giá là bao nhiêu trước tiên là chúng ta sẽ tính cái xác a không cái xác không một đặc nam ấy nó độ tầm cỡ là bốn triệu rưỡi việt nam đồng mình nghĩ là bốn triệu rưỡi việt nam đồng nó sẽ rẻ hơn đặc nam ấy ờ, nó sẽ rẻ hơn đặc xây ra tầm độ cỡ, tầm một triệu đến một triệu rưỡi đấy đấy thì nói chung là ở shop mình thì giá nó cũng khá là tuyệt đấy thì anh em có thể vào đây không có tiền mua anh em có thể xem được ừ thì anh em có thể xem được ừ thì một cái ạc như thế này như thế kia đấy này nọ anh em có thể là ừ thì mình sẽ chơi kiểu này mình sẽ chơi kiểu kia nam x lên sức đánh này nọ hay là nam x lên ki để săn bó thì mình sẽ nói cho anh em như thế này Được tiên là cái xá ca không cái xá ca không là chúng ta sẽ có là 4 triệu năm việt nam đồng vậy thì đồ nam x sẽ có giá là bao nhiêu việt bao nhiêu tiền việt nam đồng một món Được tiên là áo quần với lại găng thì nó sẽ có giá là tầm 800 trăm ca cạc đủ lại thôi tầm 8 đến 900 k cạc đổ lại thôi thì nó sẽ đạt tới là 650k Việt Nam đồng một món đấy thì ở đây mình sẽ cộng uh, mình sẽ lấy là uh, đấy từ từ đã trước tiên là chúng ta sẽ nói về găng 650k quần 650k áo 650 50k nhá thì À, uh, áo quần với lại uh, găng 650k ở đệ tử cùng với lại sư phụ là 6 món tổng 6 món nhân với lại 650 chúng ta sẽ có một số tiền đó chính là 3 triệu 900 3 triệu 900 chúng ta cộng với lại cái ạc 4 triệu 500 nữa 4 triệu 500 thì chúng ta sẽ có là 8 triệu tư là gồm một kia không và 3 món 6 sao ở sư phụ và 3 món 6 sao của đệ tử là 3 món 6 sao là chỉ có là găng quần với lại áo Ok thì chúng ta sẽ có giá là 8 triệu tư vậy thì cái dài cái dài về kia ra thì nó sẽ như thế nào cái dài thì nó sẽ tùy thuộc vào loại dài cái dài thì nó sẽ độ từ 800k đến 1 triệu nhá như cái dài này thì nó sẽ thuộc ở tầm 800k thì mình sẽ cộng cho lại 800 rồi cái dây vàng xe lốt này nó độ cờ tầm 1 triệu Việt Nam đồng thì mình sẽ cộng cho lại 1 triệu Như vậy là một cái Agnamex full 2 sẽ 6 sao chưa có radar nó chỉ có 10 triệu 2 Dùng để săn bót nha anh em 10 triệu 2 Việt Nam đồng Như vậy là hai cái radar hai cái radar thì mình sẽ uh, Radar Namex Mà nếu như 6 sao 300 cây thôi Thì nó độ tầm là 1 triệu rưỡi Việt Nam đồng Như vậy là hai cái Mình sẽ cộng cho lại 3 triệu Như vậy là một Agnamex full nine sẽ sau mươi cây nó sẽ có giá là 13 triệu hai nó rẻ nó rẻ quá rẻ so với một ạc xây ra một ạc xây ra nó đạt tên 24 triệu Việt Nam đồng một ạc Nam nó đạt chỉ 13 2 triệu hai Việt Nam đồng như vậy thì anh em có thể thấy được đồ nạ đồ xây ra nó mắc cỡ nào luôn anh em có thể biết được luôn quá mắc đỏ một ạc Nam như thế này như ạc bé lại mô tô này nó chỉ độ tới là hai đa đa năm sao thì cái ạc bé lái mô tô này nó chỉ độ cỡ làm tầm 12 triệu Việt Nam đồng thôi nhưng mà một đặt xây ra khi full 2 sẽ 6 sao 300 HP nó đạt tới 24 triệu từ đó thì anh em có thể so sánh được. Ừ thì à, một số đang người đang hỏi là ở xe vào 6 chạy về hỏi là ừ thì một đặc xây ra 2 sẽ 6 sao 300 HP nó sẽ có giá tầm bao nhiêu hay là một đặc nam x 300 ki thì nó sẽ có giá tầm bao nhiêu. Thì hôm nay anh em đã được giải quyết hết tất cả những cái câu hỏi mà anh em đang vướng vân hay là anh em đang vướng bận tâm trong cái lòng mà anh em muốn hỏi ai nhưng mà chưa kịp hỏi ok thì hôm nay hôm nay thì mình sẽ nói ra tất cả những gì mình biết cho anh em về cái giá cả thị trường mà một cái ạc nó có full 266 đạt tới vị trí mát ga trong game ngọc rồng online thì nó sẽ có giá chừng đó đấy thì bây giờ mình sẽ nói chung là ạc nam ấy thì mình không có ờ à, trái đất thì mình không có nhưng mình sẽ tính chung cho anh em trái đất thì trước tiên là một cái ạc trái đất là anh em chủ yếu là nhân hai bún ma với lại một cái giám đốc tộc cấp 3 với lại một cái kẻ gia đáp Tìm một cái hạt trái đất như vậy thì mình nghĩ là tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu thì mình sẽ cho là 3 triệu năm Việt Nam đồng đi là một cái hạt siêu phẩm trái đất luôn nhá thì siêu phẩm trái đất thứ nhất là trái đất là chúng ta phải quần là uh, dày với lại áo với lại uh, uh, quần là nó sẽ ngang giá nhau với giá là tầm 1 triệu như vậy là ở cả đệ tử với lại cả sư phụ là gồm 6 món chúng ta sẽ cộng với lại 6 triệu cây xác cùng với lại 6 món 6 sao chúng ta sẽ là đạt tới 9 triệu năm Việt Nam đồng nhá trái đất thì mình không có nên mình sẽ ước lượng cho anh em xem và tiếp theo là hai cái radar hai cái radar 1800 sức đánh của hành tinh Nam Mích, của hành tinh tất cả mọi hành tinh có thể mang được thì nó cực kỳ là mắc luôn nên là một cái giá một cái là nó sẽ có tầm 2 triệu tư ở đây thì mình sẽ cộng thêm lại hai cái hai cái thì nó sẽ đổ lên tới là 14 .3 triệu ba như vậy là một đặc trái đất full hai sẽ sao sao chưa có găng nó sẽ đạt tới là 14 .3 triệu ba và khi có găng một cái găng nếu như vip găng cực vip nhá thì tầm 2 triệu thì hai cái găng sẽ là 4 triệu mình sẽ cộng với lại 4 triệu như vậy là một cái ác trái đất, nếu như phun tất cả 2, 6 sao cùng với là một cái ác vip có nhân 243 dám lên cấp 3, có cái trang gia đạt luôn nó đạt tầm cỡ 18 triệu. 3. Như vậy là hôm nay chúng ta biết được là một ác xây ra full 26 sao 300000p thì nó đạt tới là 24 triệu Việt Nam đồng. Một ác namix full 26 sao 300000k thì nó đạt tới tầm độ cỡ là 13 triệu Việt Nam đồng và một ác trái đất full 2 26 sao 18000000 nó đạt tầm cỡ là 18 triệu ba Việt Nam đồng Ok mọi người thì hôm nay mọi người đã biết được thêm nhiều điều về tất cả tất cả vòng tròn của cái game này ở trong game cũng như vậy muốn chơi thì chúng ta phải bỏ tiền vậy thôi chả có game nào là free cả anh em đây như liên minh hiện tại chúng ta nói free nhưng mà chúng ta cũng phải nạp tiền vào mua skin cho nó đẹp cho nó oai so với bạn bè đấy anh em biết được rất nhiều điều rồi ok Thôi được rồi clip này mình dừng lại tại đây thôi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip của mình nếu như anh em thấy clip như vậy ý nghĩa thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha ok bye anh em